Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo trong chương trình Facebook Marketing, quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook cùng với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Và đây là phiên bản đặc biệt tôi dành cho các anh chị và các bạn. Tôi gọi nó là phiên bản mobile, tức là sẽ thao tác hoàn toàn thuần túy ở trên điện thoại di động. Và trên điện thoại di động của tôi là iPhone. Thì các bạn thấy đấy, đây là cái màn hình iPhone. Và có lẽ các bạn chưa bao giờ nhìn thấy một cái iPhone lớn như thế này đúng không? Tôi dự tính nó khoảng 20 inch, rất là tuyệt vời để thao tác cho các bạn. Và để thuận tiện thì tôi sẽ phải cầm cái điện thoại như thế này. Ok, để không mất thời gian nữa, chúng ta sẽ bước sang bài học tiếp theo. Và bài học này là một cái bài học cơ bản sẽ giúp cho mọi người bắt đầu làm quen với Facebook. Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu với mọi người cách để tạo lập tài khoản Facebook. Với những người biết rồi thì tạo lập tài khoản Facebook nó rất là dễ thôi. Còn với những người chưa biết thì đôi khi nó cũng phải loay hoay một chút. Để tạo tài khoản Facebook thì đầu tiên các anh chị và các bạn phải cần có số điện thoại hoặc là địa chỉ email. Vâng, với một số người lớn tuổi, một số người trung niên hoặc là những người chưa biết sử dụng công nghệ, chưa biết sử dụng máy tính thì chúng ta không có sử dụng email, thì chúng ta sử dụng chính số điện thoại của chúng ta đang sử dụng để đăng ký. Chúng ta có thể cài cái phần mềm Facebook này lên. Đó. Còn ở đây thì tôi đang có rồi nhé. Khi các bạn bắt đầu cài phần mềm này lên thì các bạn sẽ thấy là nó trống trơn và nó không có tên. Các bạn sẽ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút đăng ký và mình tạo ra một tài khoản mới bằng cách là điền số điện thoại, đúng không ạ? Điền tên trên Facebook và sau đó mình chọn giới tính và mình đăng ký. Thế là mình đã có một tài khoản Facebook. Tạo ra một tài khoản Facebook có lẽ tôi nghĩ rằng chỉ mất từ 1 đến 2 phút đối với những người mà thạo, còn có thể mất 5-10 phút đối với những người chưa thạo, không sao cả. Nếu mà các anh chị không biết làm thì các anh chị có thể nhờ người quen, người thân, nhờ con, nhờ cháu, nhờ hàng xóm của mình làm giúp. Nhất là đối với những người trung niên hoặc là những người mà tôi cũng phải chia sẻ rất là thẳng thắn, đấy là những người mà ở nông thôn hoặc là những người mà ở thành thị mà chưa có nhiều điều kiện tiếp xúc. Và đây là một cái chia sẻ của tôi. Tôi rất là thấu hiểu với các bạn, chứ không phải là tôi nói là các bạn kém hay là các bạn không biết. Đấy là do điều kiện thôi, đúng không ạ? Ok, cũng giống như bây giờ nếu mà các bạn nói về may mặc thì tôi rất là kém, thì tôi không biết gì về may mặc cả. Đấy, tôi nói thí dụ như vậy. Ok, thế thì sau khi mà mình tạo xong, mình đăng nhập vào thì tôi sẽ hướng dẫn sơ bộ cái ứng dụng này. Thì cái ứng dụng này nó sẽ update, tức là nó sẽ cập nhật thường xuyên. Thì mỗi khi thay đổi nó sẽ khác một chút. Thì cái phiên bản mà các bạn đang nhìn thấy ở đây là cái phiên bản gọi là tính đến tháng 10 năm 2019, rất là mới, đúng không? Ok, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái menu bên tay trái, cái menu này. Thì đây chính là mình gọi là new feed, trong tiếng Anh hay còn gọi là tường, bản tin trong tiếng Việt. Thì mình lướt lên đây, mình sẽ thấy những cái tin tức của những người bạn, của những người quen và của những cái loại hình quảng cáo. Ví dụ, đây mình sẽ nhìn thấy có quảng cáo, đúng không ạ? Rồi, đấy, rất nhiều các quảng cáo, rồi rất nhiều những cái bài viết của người quen của mình. Và ok, những người mà bạn thường tương tác. Cái new feed của tôi sẽ khác hoàn toàn new feed của các bạn, là do bạn của chúng ta khác nhau, do cái mối quan tâm của chúng ta khác nhau. Ví dụ như bạn đã bán thời trang thì new feed của bạn sẽ rất là thường xuyên sử dụng về thời trang. New feed của tôi là về khóa học hay là về bán hàng hay là về sản phẩm thì tôi hay nhìn thấy nó. Đấy, ví dụ như vậy, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Ok, thế thì đấy là cái phần new feed. Thứ hai là cái phần này là cái phần gọi là Facebook Watch. Facebook Watch tức là gọi là Facebook Video. Chúng ta có thể xem các video, mọi người có thể tải các cái video lên trang cá nhân hoặc trang fanpage của mình để chúng ta làm. Thế thì cái này là cái gì? Nó là một cái ứng dụng, mà một cái tính năng mà gần như để cạnh tranh với YouTube. Và các bạn thấy đấy, thì với mỗi một cái video này, nếu mà các bạn đăng lên fanpage của mình, các bạn có thể kiếm được tiền từ Facebook. Facebook cho phép chúng ta có thể kiếm tiền từ các cái nội dung content tốt bằng cách là họ sẽ chia sẻ. Đấy, thế thì chúng ta, nếu mà chúng ta không biết làm thì chúng ta vào đây chúng ta xem thôi, giải trí. Ok, rồi cái hình ở giữa, hình người ở giữa thì đây chính là tài khoản cá nhân của bạn. Tài khoản cá nhân của bạn hay còn gọi là Facebook profile, để các bạn nhìn thấy đúng không? Nguyễn Phan Anh, ảnh bìa, ảnh avatar hay còn gọi là ảnh đại diện. Đây là ảnh cover, đúng không? Và đấy, thì đây là tôi có một cái ảnh là tôi đang chụp cùng với hai danh thủ rất là nổi tiếng, đúng không ạ? Và đây là cựu cầu thủ của Liverpool và đây là cựu cầu thủ của Real Madrid. Và ảnh thật đấy, không ghép đâu ạ.
Đây là ảnh avatar tôi chụp ở Mỹ, tượng nữ thần tự do. Ok, đây là các thông tin của tôi. Thế thì những cái thông tin này khi bạn khai với Facebook, nó sẽ ghi nhận. Tất nhiên là bạn phải khai thật, đúng không? Bạn khai giả cũng không sao cả. Nhưng mà khi người ta kết bạn với bạn, người ta sẽ cảm thấy không tin, đúng không? Thì tôi cam kết với các anh chị và các bạn rằng là tất cả những thông tin tôi đưa lên đây đều là thật. Đấy, ví dụ như là tôi làm việc tại PA Marketing là công ty của tôi. Đấy, tôi đã từng đầu tư vào chuỗi bán lẻ Cloud Space. Trước đây từng làm việc Cloud Space là một cái chuỗi bán lẻ về thời trang dành cho trẻ em cũng rất là lớn. Đây tôi là giảng viên của trường học thương mại và lần đầu tiên tôi giới thiệu đấy, tại vì nó hiển thị ở đây, chứ bình thường tôi chỉ nói tôi là giảng viên thôi. Tôi học thạc sĩ luật, tôi học cử nhân luật, thì tôi học đại học MBA nước ngoài, tôi vân vân. Tôi học đại học trong nước, tôi học như này như này. Website của tôi có bao nhiêu người theo dõi, vân vân, những ảnh đại diện mà đi, những bài mà tôi đã post, đúng không? Thì chúng ta vào đây chúng ta có thể xem những bài tôi viết. Thì đây là những cái nội dung mà tôi chia sẻ với mọi người. Và ngược lại, mọi người cũng làm như vậy, mọi người có thể chia sẻ với bạn bè của mình ảnh đi chơi, ảnh du lịch, ảnh học tập, câu chuyện, cảm nhận của bạn, hay share những cái nội dung mà bạn quan tâm. Thì cái phần này nó gọi là phần liên quan đến gọi là bản tin của chính bạn đăng lên, và những người khác có cơ hội nhìn thấy. Thì tôi nói với các bạn nghe là có cơ hội nhìn thấy, không có nghĩa là họ sẽ nhìn thấy. Bởi vì nếu mà họ với bạn mà không tương tác với nhau thì sẽ rất là khó để có thể nhìn thấy cái new feed, khi mà hiện nay chúng ta thấy rằng là chúng ta có hàng nghìn, thậm chí hàng vạn, thậm chí có những người hot có hàng trăm nghìn đến cả triệu người theo dõi, người kết bạn, thì chúng ta không thể nhìn thấy hết được của nhau mà chúng ta phải tương tác. Ý tôi muốn nói, nếu mà các bạn muốn đọc các bài viết của tôi, các bạn muốn nhìn thấy tương bài viết của tôi thường xuyên, thì các bạn hãy tương tác với tôi, và ngược lại tôi phải tương tác với các bạn. Đó, đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm. Rồi, ok, tiếp tục. Ở đây là nó có một cái ứng dụng có hình trái tim, là gọi là cái tính năng gọi là dating, tức là nó là một cái tính năng mà cho phép chúng ta có thể tìm những người để chúng ta hẹn hò. Thì tính năng này thì tôi nghĩ là nó không thú vị lắm về góc độ marketing. Thế còn về góc độ cá nhân thì tôi nghĩ là có thể các bạn sẽ thấy thích. Tôi không sử dụng. Cái này là một cái phần mềm mà ứng dụng mà Facebook cố gắng nhồi nhét vào để cạnh tranh với cái phần mềm Tinder. Một cái app Tinder là cái app mà chuyên cho phép chúng ta tìm những cái đối tác về tình yêu, tình dục, vân vân. Thì như thế thì tôi giải thích thêm một chút thôi. Còn về góc độ marketing thì tôi không thấy cái ứng dụng này tốt. Cái cuối cùng, cái biểu tượng có hình cái chuông, tức là đây là những cái thông báo là ai đã làm gì, ai đã like, ai đã thích, ai đã comment, vân vân. Thì từ đó chúng ta có thể bấm vào đó để chúng ta truy cập vào cho nó nhanh. Ok, thì đấy là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai, chúng ta có thể bấm vào cái menu cuối cùng có hình gạch nối ở đây, đúng không ạ? Có hình gạch nối thì chúng ta nhìn thấy có rất nhiều các ứng dụng, rất nhiều các tính năng. Fanpage của bạn, ngày kỷ niệm, bạn bè của bạn, nhóm của bạn, video trên Facebook Watch, đúng không ạ? Sự kiện, tôi đã sử dụng phiên bản tiếng Việt nhá. Nếu mà các bạn đang sử dụng tiếng Anh thì các bạn có thể chuyển sang tiếng Việt, và ngược lại các bạn đang sử dụng tiếng Việt có thể sử dụng tiếng Anh. Trước đây thì tôi sử dụng tiếng Anh hết, nhưng mà vì để dạy cho các bạn nên là tôi phải chuyển sang tiếng Việt. Vâng, đấy, đã lưu những cái thông tin mình đã lưu, những sự kiện. Chúng ta có thể tìm được bạn bè quanh đây. Ví dụ như tôi bấm vào đây thì tôi sẽ biết là ai đang ở quanh đây. Cái tính năng này gần giống với cái tính năng quét Zalo quanh đây nhá. Nhưng mà tính năng này là, đấy, chúng ta có thể nhìn thấy là ai đang ở đây này. Gần, rất là hay. Chúng ta có thể nhắn tin, hẹn họ đi uống cà phê. Cũng rất là tốt. Chúng ta có thể tạo ra việc làm, đây hẹn hò, chơi trò chơi. Chúng ta có thể truy cập vào trình quản lý quảng cáo. Thì cái phần này nếu mà chúng ta không muốn vào đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái ứng dụng mà quản lý quảng cáo kia, đúng không ạ? Đấy, các đề xuất, rồi thì trợ giúp cài đặt. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn mọi người cái cách cài đặt bảo mật thông tin cho tài khoản. Và cuối cùng là đăng xuất. Thông thường thì chúng ta cũng sẽ không đăng xuất, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta sẽ sử dụng suốt ở đây. Ok, thì tôi vừa hướng dẫn các bạn sơ bộ, sơ lược các cái tính năng và cách thức sử dụng cái ứng dụng này. Tương tự như thế thì đối với Messenger. Và đối với Messenger thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta vào tin nhắn và chúng ta cũng phải xem quảng cáo. Cũng rất là đơn giản thôi. Còn đây là cái ứng dụng trong Page Manager, tức là phần mềm quản lý liên quan đến fanpage của chúng ta. Thì cũng cho phép chúng ta có tin nhắn, có bảng tin của New Feed, có Instagram. Những cái chúng ta có thể chọn những cái fanpage hoặc những cái thông tin như thế này. Menu của nó là chủ yếu là chọn fanpage thôi. Ok. Rồi,
Thế sau đó thì chúng ta cũng xem các cái chỉ số đây này, các fanpage này, các chỉ số thống kê này. Đó, page insight gọi là các chỉ số thống kê. À, nó sẽ cho chúng ta biết là cái fanpage này của chúng ta là có bao nhiêu lượt tiếp cận này, bao nhiêu lượt tương tác này, bao nhiêu lượt like mới này, vân vân. À, các bài viết vân vân ở đây chúng ta nhìn thấy để chúng ta đánh giá bằng hiệu suất của nó. Tất nhiên là bạn phải có bài rồi nhá, bạn phải có page rồi nhá. Còn nếu ai chưa có thì video bài học tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn sau. Đấy. Rất là nhiều tin nhắn, rồi thì thông báo, notification, thông báo trên fanpage, ai đã like, ai đã inbox, ai đã vân vân, đúng không? Chúng ta có thể tạo ra các bài viết hoặc là các cuộc hẹn, appointments, tức là các cái cuộc hẹn. Chúng ta có thể tạo ra lịch hẹn ở trên fanpage này cũng rất là hay. Rồi chúng ta có thể dùng các cái tools, tức là các cái công cụ để chúng ta có thể đăng bài trên fanpage, như là đăng photo này, rồi thì tạo ra các tin nhắn nháp này, rồi thì tạo lịch. Cái tính năng tạo lịch này rất là hay, tức là mình có thể đặt là schedule post, tức là những cái bài post mà chúng ta sẽ đặt lịch. Thí dụ như bây giờ là đang là 12 giờ trưa, tôi muốn đăng vào lúc 3 giờ chiều mà lúc đấy tôi phải họp, thì tôi sẽ post trước và tôi đặt lịch là 3 giờ chiều. Và tương tự như thế, 3 giờ chiều tôi post và tôi hẹn lúc 9 giờ tối tôi đăng. Đấy, ad management, quản lý quảng cáo, appointment, cuộc hẹn, context là data dữ liệu, event là sự kiện, group là các cái hội nhóm. Nó cho phép chúng ta làm hết. Ở bên dưới thì có cả ad manager là quảng cáo, đúng không? Thì chúng ta cũng biết rồi. Thì cái ad manager thì sau này tôi sẽ cho các bạn xem sau, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng sau. Ok, tạm bài hôm nay như vậy đã. Chắc là các bạn hình dung ra rồi. Và cách dễ nhất là nhìn như tôi làm, và sau đó thì mình thao tác, mình vọc vạch, mình sẽ biết là nó là cái gì. Cái quan trọng nhất là các bạn sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt thôi, nó không quá khó sử dụng đâu. Ok, xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin được gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.